quyết sách để mà làm cho đất nước thế bình, cho dân được an lành, ấm no. Rồi lại tiến cử người học sinh mà nhau trò mà mình coi là những con ruột của mình, là Nguyễn Cấp Triệu, để ta làm quan như nhà Nguyễn. Như vậy tức là Vua Hình Cung ở Bình Bản đã có chọn cho mình một đường để mà phục sự. Thì con đường đó là dạy học, đào tạo những người học trò, để những người học trò đó sẽ làm những ông chủ kinh doanh thế giới, giúp ích cho đời. Mà giúp ích cho đời đó là dưới cái sự chỉ huy của nhà Nguyễn, từ Nguyễn Kim ra đi, chứ không phải là Nguyễn Tây Sơn. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề này cũng là một vấn đề có lẽ là tế nhị chăng, trong cái chuyện mà áp dụng cái duy tư sử để mà nghiên cứu về cái cuộc đời và cái công lao của một nhân vật lịch sử. Thành ra tôi cho rằng Võ Tự Phán mà sở dĩ công an làm quan thì có lẽ không phải là do đã lựa chọn một thái độ chính trị là không hợp tác với bất cứ bên nào. Rõ ràng ở đây là ông có lẽ là ông muốn đào tạo nhân tài để mà trong tương lai một vài thập kỷ sắp tới, khi mà ông qua đời thì sẽ ra để mà giúp đỡ nước. Ngôi Thái Sơn bắt đầu ấy phải có lúc lặng, để lại cho một khoảng trống không chỉ cho họ Võ mà cả cho trăm họ miền Nam, từ nay thiếu một bậc thầy của phong gian. Năm 1792, cụ Võ Trường Toản qua đời, chúa Nguyễn Ánh rất thương tiếc, ân tứ cho mỹ hiệu gia định sử sĩ Sùng Đức Võ Tiên Sinh để khắc vào mộ bia. Ngoài mỹ hiệu đó, nhà vua còn ban tặng hai câu đối, đó là triều hữu quân danh, bán thuộc hà phần